một tình huống vô định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắt chiu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Park Hang-seo với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park Hang-seo. Những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì Anh Đức đã bị chuột rút thật rồi. Nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huynh đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của Anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huynh phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này.